Hôm nay mình vô để mình xem một nghệ nhân tạc tượng. Chào em. Em làm nghề tạc tượng này được lâu chưa? Làm được 13 năm. À 13 năm hả? Hồi xưa mình có phải đi học vậy không? Hay là cái nghệ thuật là do con người mình tự sáng tạo à? Cái này năng khiếu tự có. À năng khiếu tự có hả? Xong rồi mình làm thử rồi những cái nó ra những tác phẩm đẹp được mọi người khen, cái bắt đầu là mình tiếp tục mình làm hả? À như hôm nay là mình đang làm cái này là cái gì đây? Tác phẩm này là Anh Hùng Tương Ngộ. Anh Hùng Tương Ngộ hả? À là có nghĩa là sao, anh không hiểu lắm à? Anh nhìn thấy giống như một con chim á. Đây là con đại bàng, là nó là một chúa tể một bầu trời. À là một anh hùng, một vị anh hùng. Là một vị anh hùng. Con đại bàng nó một sơn lâm. À chiếm một lãnh thổ ở ấy, nó gọi con trên con dưới, nó gọi là một cặp, gọi là Anh Hùng Tương Ngộ. À Anh Hùng Tương Ngộ. Như vậy thì cái này là mấy con, một con hay hai con? Hai con, một con đại bàng, một con hổ. À là con đại bàng ở trên và con hổ ở dưới. À anh nhìn vô thì anh chưa có thấy cái chỗ nào để mà ra được, nhận ra được con hổ hết. À con hổ nhỏ vậy mà con đại bàng to như thế hả? Nó to nhỏ nó đâu, nó không có căn cứ, nó không có phân biệt cho. Ví dụ là con đại bàng này thì là nó to, hổ ở dưới là nó nhỏ, là nó do theo cái thế gỗ. À theo cái thế gỗ. À mình tạo. À nó gỗ nó to mình tạo to. À thế gỗ nhỏ mình tạo nhỏ. À như vậy thì tác phẩm này theo mình làm thì khoảng bao nhiêu lâu thì hoàn thành? Nó vào 45 ngày. 45 ngày mới hoàn thành tác phẩm. Như cái này là người ta đặt mình làm hay là mình mình làm trước vậy hả? À chứ không phải người ta đặt hả? Rồi mình làm ra như vậy rồi thí dụ tác phẩm này mình bán khoảng bao nhiêu tiền? Này bán 25 triệu. 25 triệu. À mình làm trong 45 ngày. Bán được 25 triệu. À tính ra một ngày thì cũng không có nhiều với một cái sự sáng tạo của mình. À. À. À giống như cái công, lấy cái công để kiếm tiền công thôi, kiếm bát gạo thôi. À như vậy thì mình thông thường mình làm ra như vậy thường thường là mình bán được hết không? Bán hết. À làm ra tới nhiêu bán tới đó hả? Giống như là mình bán cho những cái điểm mà người ta tập trung, người ta mua đại lý vậy phải không? À xong rồi bắt đầu là mình lại tiếp tục mình làm tác phẩm kết khác. À cứ thế. Có khi nào mình làm ra tác phẩm bị người ta chê không? Không. À người ta không ưng thì người ta phải bảo mình chỉnh lại, thì mình chỉnh lại, chỉnh bao giờ ta bằng ưng thì thôi. À nó vậy là cứ chỉnh, mình chỉnh được hết. Rồi chỉnh được hết. À khi mà ra cái phôi đầu tiên là mình phải chỉnh lại, mình mới sơn phết đồ nó lên chứ hả? Đúng rồi. À cái này nó qua rất nhiều công đoạn hả? Đầu tiên là mình lấy cái máy cưa mình cưa, xong rồi bắt đầu mình đục, mình cưa tạo hình, xong rồi bắt đầu mình mới điều chỉnh tác phẩm. Rồi xong xuôi rồi mình phải đánh bóng lại. À đánh bóng bằng gì? Đánh bóng bằng cái máy bò. Mình xé bằng rẻ ra, bắt đầu nắp vào máy mình vụt. À mình đánh luôn. À. Mình có phải mài đồ gì nữa không? À. À. À 45 ngày chạy ra 1 tháng rưỡi mới được một tác phẩm như vậy đây. Quá lâu ha. Công nhận cái nội cái mà cái kỳ công không là mình thấy là cũng là một cái thành tích rồi. Cái kỳ công có nghĩa là cái sự kiên trì của mình á, không cũng đủ là một cái thành tích rồi chứ chưa nói tới nghệ thuật. Ở đây là cái bộ đồ nghề của người thợ điêu khắc rất là nhiều. Nó là biết bao nhiêu cái kiểu đục và cỡ đục ha. À, tổng cộng cái này chắc cũng phải là... Nó nằm tầm 60 cái. 60 cái như vậy. À, cái này mình tự rèn lấy hả? Mình mua. Mình mua hả? Mình mua về mình rèn lấy. À, mình mua mình chỉnh lại. Mình về mình chỉnh lại. Như một cái về mình mua hết khoảng bao nhiêu tiền? Trung bình nó vào 50.000 cái. 50.000 cái mà 60 cái vậy.
10 cái 500 mà 60 cái 5 lần 6 là 3 triệu hả? À. 3 triệu tiền tiền cái đục này đây. Đủ kiểu con đà điểu luôn. Để mình tạo những cái khe nhỏ, cái đường cong lớn, đường cong bé. 45 ngày. Rồi 45 ngày sau chúng ta sẽ xem cái tác phẩm khi mà nó đã được đó là hoàn thành. Thì cái này khoảng tới khoảng bao nhiêu, tới ngày mấy thì xong? Cái này vào rằm tháng 11. Rằm tháng 11 hả? À, 15 tháng 11. À. À, em tên gì? Em tên 10. Em tên 10. Là mình làm thợ điêu khắc tại thôn Ba Đình. Thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Có một cuộc nói chuyện rất là thú vị. Đây là một người thợ điêu khắc với một cái sản phẩm hiện tại đang làm là một con hổ và một con đại bàng. À, bức tranh gọi là Anh Hùng Tương Ngộ, có nghĩa là một con trên trời, chúa của trên trời và chúa dưới đất gặp nhau là Anh Hùng Tương Ngộ. Với một bộ đồ nghề rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em trai rất nhiều. Đây, mình đi qua một vòng để xem đó, phía sau lưng của bức tranh.